Alo. Alo. Dạ. Các bạn nghe được chưa ạ? Dạ, cho em nghe được rồi ạ. Xin chào các bạn nhé. Tôi là bác sĩ Đào, giảng viên bộ môn tai mũi họng. Hôm nay tôi được bộ công trao đổi với các bạn ba bài. Đi vào luôn bài thứ nhất là dị vật đường ăn đường thở. Nguyên tắc của tôi là tôi sẽ chỉ trao đổi với các bạn một cách ngắn gọn, bạn sẽ về Nhật vì mình học sau đại học rồi, sẽ tự cập nhật đọc trong cái bài lý thuyết đầy đủ, và nếu có gì thắc mắc thì sẽ trao đổi. Bài thứ nhất là dị vật đường ăn đường thở. Chúng ta đã biết là dị vật đường ăn đường thở là một trong những cái cấp gặp trong khoa tai mũi họng, thì vấn đề mà nội soi tiêu hóa rõ ràng. Với bài này thì chúng tôi sẽ yêu cầu các bạn là biết được ba mục tiêu. Thứ nhất là các bạn là nêu được thái độ xử trí trước một bệnh nhân đường ăn và đường thở. Ôi, tụi em không nghe rõ. Có học thì thường là chúng ta đã hành nghề tai mũi họng rồi đúng không? Đã đi trực thưa cô, chúng em không nghe được ạ. dị vật đường ăn đường thở nó chiếm khoảng 2 đến 3% tất cả các cấp của. Alo, thế có tiếng bị giật lắm ạ. Các bạn nghe được chưa? Bây giờ thì nghe được rồi cô ạ, nhưng mà lúc Alo, nãy giật bọn em không nghe thấy gì ạ. Vâng, cô có nghe thấy bọn em nói không ạ? tôi thì nghe rất rõ nhé. Vâng, vậy bọn em nghe cô Alo, được không cô ạ? để tôi xem lại cái hệ thống mạng này nhé. Các bạn nghe thấy chưa? Alo, 1 2 3 4. Dạ được rồi cô ạ. Tôi tiếp tục nhé. Tôi sẽ đi qua về cái đại cương của dị vật đường ăn và đường thở này. Thứ nhất, dị vật đường thở là dị vật nằm từ thanh quản tới phế quản, tức là trong trường hợp này chúng ta bỏ qua những cái dị vật nằm ở hạ họng nhé, để gặp ở trẻ dưới tuổi, và là những cái chất vô cơ, hữu cơ hoặc dị vật sống. Thì dị vật đường thở nó là một cấp cứu không trì hoãn, trong khi đấy dị vật đường phế quản cho tới, tức là cũng loại trừ những cái dị vật nằm ở và cấp cứu có trì hoãn. Cái bệnh nhân ăn ý, thì các bạn có thể trì hoãn ngày sau, đặc biệt là người già, khi mà cái tình trạng chung của cơ thể không đảm bảo để trì hoãn. Nhưng thưa cô, bọn em vẫn chưa nghe rõ. Đấy là đại cương về dị vật đường ăn đường thở. Chưa nghe rõ. Vâng ạ, vẫn giật lắm cô ạ. Bạn thấy đầy sóng thế này mà nhỉ. Alo, nghe được chưa? Các bạn nghe được chưa nhỉ? À, cô ơi, bọn em không nghe rõ đâu, nó cứ giật giật tiếng nha. Tiếng đã to hết chưa? Tức là kết nối nó kém ấy, cứ lúc nào nghe thì là nghe rõ, xong là lại bị mất tiếng, xong là lại nghe rõ, nên là không nghe được một cái câu dài ạ. Nhưng bây giờ thì các bạn nghe được chưa nào? Vâng, bây giờ thì nghe được rồi ạ. Thì cứ tiếp tục nói đấy nhá, nếu khi nào không nghe được thì các bạn lại nói dừng lại để xem cụ thể như nào nhá. Dạ vâng ạ. Thế thì chúng ta tìm hiểu nguyên nhân của hai loại dị vật này, thì người ta thấy là nguyên nhân chủ yếu là gặp thói quen trong ăn uống và sinh hoạt nhé. Ví dụ như trẻ con thì các bạn ấy, bố mẹ sẽ rất hay cho cầm những loại đồ chơi mà trẻ con thích, trong khi mình, đặc biệt là những cái bộ xếp hình ấy, mà các bạn mà thấy bao giờ người ta cũng đề là cho trẻ bao nhiêu tuổi trở lên mới được sử dụng. Thế tuy nhiên là mình thì nhiều người cũng không để ý lắm đến những cái vấn đề đó, và cho những cái trẻ dưới cái độ tuổi đấy nó cầm và nó nuốt và nó sặc vào đường thở.
Rồi trong ăn uống mình quen là ăn cái thịt chặt lẫn xương chứ không tách xương với thịt ra. Chính và vừa ăn vừa nói chuyện vừa uống rượu. Chính vì thế cho nên là đây là hai nguyên nhân chính mà gây ra dị vật đường ăn và đường thở. Nếu sau này các bạn gặp bệnh nhân, các bạn khai thác, các bạn sẽ thấy là hầu hết nguyên nhân là do nguyên nhân đó. Thế còn một số nguyên nhân ít gặp hơn là do phối là do những cái rối loạn phản xạ ở những bệnh nhân hôn mê, thì người ta có thể bị tự nuốt hoặc là tự rơi đồ ăn vào đường thở và đường ăn mà người ta cũng không có phản ứng. Và cái nguyên nhân cuối cùng là do thói quen uống nước suối ở những cái vùng mà có núi cao ấy, hoặc là những cái khách đi du lịch thì cũng có thể thấy cái nước suối trong quá, cũng có thể thử tự uống, thì đây là nguyên nhân mà hay gây ra dị vật sống ở đường thở. Các bạn còn nghe được không? Nghe được rồi ạ. Tôi tiếp tục nhé. Tôi đi vào bài chi tiết là dị vật đường thở. Người ta thấy là nguyên nhân chính mà gây chết trong sinh hoạt là do dị vật đường thở. Và người ta tính ra con số là khoảng 1.500 trường hợp người chết mỗi năm. Và các bạn cũng rất hay gặp thỉnh thoảng trên báo chí, các bạn thấy có một trường hợp là trẻ đi nhà trẻ xong hóc thạch rồi. Trong trường hợp có những người chăm sóc trẻ ở nhà cho trẻ ăn những kiểu hạt nhãn rồi vải, rồi trẻ bị sặc và tử vong, đúng không? Chúng ta cũng đã gặp rất nhiều rồi. Và cái trường hợp này rất hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Ở trẻ dưới 3 tuổi thì cái vùng thứ nhất là phản xạ mà bảo vệ đường thở của trẻ còn rất là kém. Thứ hai là lúc đó thì cái vùng miệng, cái phản xạ của vùng họng thanh quản của trẻ rất là mạnh. Chính vì thế chỉ cần một cái dị vật rơi vào đường thở bên cạnh cái kích thước nhỏ như thế thì cái phản xạ co thắt dữ dội của trẻ nó cũng làm cho cái khả năng tử vong tăng hơn là người lớn. Và trẻ nam thì gặp nhiều hơn trẻ nữ, và người ta thống kê thế, và người ta cũng có thể bàn luận là có thể trẻ em nó nghịch ngợm nhiều hơn, rồi nó hay thích tìm hiểu khám phá, ví dụ nó thích phá những cái đồ chơi như là robot hoặc ô tô, rồi đấy nó tìm hiểu phía trong nó có những cái gì, và trong đấy nó dẫn nhiều những cái vật, là những cái cấu trúc nhỏ để tạo nên đồ chơi như là cái hạt, những ốc vít này, rồi pin pin nhỏ của đồ chơi ấy, thì trẻ nam rất hay bị hóc. Về giải phẫu thì các bạn thấy là đây là giải phẫu của vùng thanh quản, khí phế quản nhé. Thì toàn bộ cái đường thở nó sẽ gồm đường thở mà khi mình định nghĩa là dị vật đường thở ấy, thì nó nằm từ thanh quản xuống phế quản, đúng không? Và các bạn có thể gặp ở bất kỳ vị trí nào, có thể gặp ở thanh quản này, có thể gặp ở khí quản này, có thể gặp ở phế quản. Phế quản thì có thể phế quản gốc phải, phế quản gốc trái, rồi vào các phân thùy phế nang. Thì đấy là những cái vị trí của dị vật có thể gặp. Và người ta thấy là dị vật ở bên phế quản gốc trái thì thường hay gặp nhiều hơn. Người ta lý giải là cái độ trãi của cái khí quản gốc trái ấy, thì nó xuôi chiều hơn và nó rộng hơn bên phải. Chính vì thế cho nên là nó dễ gặp hơn bên trái. Thế về triệu chứng lâm sàng thì làm sao chúng ta có thể chẩn đoán được dị vật đường thở? Thì thực ra cái dị vật đường thở thì không khó chẩn đoán. Thế tuy nhiên cái việc chẩn đoán là do mình có khai thác kỹ tiền sử hay không. Chúng ta sẽ gặp một cái triệu chứng rất điển hình, người ta gọi là hội chứng xâm nhập. Hội chứng xâm nhập này nó gồm có 3 triệu chứng đi kèm là ho, sặc sụa, tím tái và khó thở. Thì đấy là 3 cái cặp triệu chứng mà khi dị vật đi vào đường thở, và nó gặp tới ở 93% các trường hợp. Tuy nhiên có một số những trường hợp chúng ta không khai thác được cái triệu chứng này, ví dụ như những cái lúc mà trẻ mắc dị vật thì chúng ta để cho trẻ chơi một mình và cũng không có khai thác được cái dấu hiệu này. Hoặc khi những cái người chăm sóc trẻ quá hoảng sợ khi mà trẻ có gặp cái dấu hiệu này và cũng không nhớ cái triệu chứng này xảy ra. Chính vì thế cho nên bác sĩ là người phải khai thác rất là kỹ. Khi mà các bạn nghi ngờ là dị vật đường thở thì các bạn phải khai thác hội chứng xâm nhập. Nếu có hội chứng xâm nhập thì là gần như chắc chắn có hội chứng, là chắc chắn có dị vật đường thở.
Thứ hai là sau khi có hội chứng xâm nhập thì cái dị vật nó sẽ rơi vào từng phần của đường thở và nó sẽ gây ra các hội chứng định khu. Thế khi mình chẩn đoán bên cạnh dị vật đường thở là mình cũng phải khẳng định được là cái dị vật này mắc ở vị trí nào của đường thở. Để làm sao? Thứ nhất là mình có thể tiên lượng. Thứ hai là mình có thể lựa chọn những cái dụng cụ để các bạn gắp. Ví dụ như thanh quản thì các bạn sẽ sử dụng dụng cụ gắp như thế nào. Khí phế quản thì khí quản thì các bạn chọn dụng cụ nào và phế quản thì dọn kim nào. Đấy thì đấy là lý do tại sao chúng ta phải định khu được. Thế thì đi vào đầu tiên là hội chứng xâm nhập ấy, thì sau khi khai thác được hội chứng xâm nhập ấy, thì các bạn bắt đầu khai thác các triệu chứng của định khu. Thế còn 7% trong số những cái trường hợp dị vật đường thở mà không có hội chứng xâm nhập thì người ta gặp ở những trường hợp thứ nhất là ở những trường hợp dị vật sống, thì cái sự di chuyển của dị vật sống ấy, nó tiết ra những cái chất mà nó làm giảm cái phản xạ bảo vệ đường thở của cái bệnh nhân và làm cho chúng ta không phát hiện được hội chứng xâm nhập. Thứ hai là ở những bệnh nhân hôn mê ấy, thì dị vật đường thở rơi vào cũng không có hội chứng xâm nhập. Thì đấy là 7% các trường hợp mà không có hội chứng xâm nhập. Thế còn hội chứng định khu ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể xác định được với những cái biểu hiện sau. Thứ nhất, nếu mà định khu ở thanh quản thì các bạn sẽ thấy là sau hội chứng xâm nhập thì bệnh nhân sẽ có ho, khàn tiếng và có khó thở thanh quản. Khó thở thanh quản như thế nào thì các bạn sẽ có một bài riêng. Thế tuy nhiên nó có 3 dấu hiệu của khó thở thanh quản như sau: là khó thở chậm này, khó thở thì thở vào và có tiếng rít ở thì thở vào. Thì đấy là 3 đặc điểm của khó thở thanh quản. Thì với những cái triệu chứng sau hội chứng xâm nhập mà các bạn thấy 3 cái triệu chứng này thì các bạn định hướng đến là có thể dị vật nó nằm ở thanh quản. Cái nơi mà định khu thứ hai là dị vật khí quản, tức là sau khi đi qua thanh quản thì một số dị vật sẽ mắc ở khí quản. Cái đặc điểm của những dị vật mà mắc ở khí quản thì thường những dị vật có hình tròn, bề mặt nó trơn nhẵn đấy, và nó có thể di chuyển. Đấy là đặc điểm dị vật khi nằm ở khí quản. Về triệu chứng của dị vật khí quản là sau hội chứng xâm nhập thì sẽ xuất hiện những cái cơn khó thở. Những cái cơn khó thở này là vì sao? Là khi dị vật nó di chuyển và nó kẹt lên vùng thanh quản, tức là thanh môn ấy, thì lúc đấy sẽ có những cái cơn khó thở. Như các bạn thấy ở trong hình ấy, khi cái dị vật hàn lạng ấy nó rơi lên, nó kẹt vào cái vị trí giữa hai dây thanh thì bệnh nhân xuất hiện những cái cơn khó thở. Cái dấu hiệu thứ hai của dị vật khí quản là dấu hiệu lật phật cờ bay. Thế tuy nhiên cái số lượng có bệnh nhân có dấu hiệu lật phật cờ bay này chỉ có 30% các trường hợp thôi. Tức các bạn sử dụng ống nghe và nghe ở vùng nửa trên của phổi, các bạn sẽ thấy có tiếng giống như tiếng cờ bay trong gió. Đấy là do nguyên nhân gây ra cái tiếng đấy là do cái dị vật nó di động dọc theo cái chiều dài của khí quản. Và các bạn có thể sử dụng phim X-quang thì các bạn sẽ thấy là cái lòng khí quản nó bị hẹp lại. Và có thể một số trường hợp mà dị vật cản quang thì các bạn có thể nhìn thấy được. Thế đấy là các dấu hiệu của dị vật tại khí quản. Và vị trí cuối cùng là dị vật ở phế quản. Khi dị vật ở phế quản thì ít nguy hiểm hơn dị vật ở thanh quản và khí quản. Và cái dị vật này rất hay bị bỏ quên. Lý do là không khai thác được, đa phần những cái dị vật này nó không có tính chất, có những cái cơn khó thở mà nó chỉ biểu hiện bằng những cái đợt viêm phế quản tái diễn. Cứ dừng kháng sinh thì cái viêm tình trạng viêm phế quản lại tái diễn. Chính vì thế cho nên là và bệnh thường là bác sĩ cũng không khai thác được cái triệu chứng xâm nhập, nên thường bỏ quên những cái trường hợp này. Và đa phần những trường hợp này lại được phát hiện ở những cái chuyên khoa, không phải tai mũi họng mà là chuyên khoa nhi. Ở những đứa trẻ mà thường xuyên có viêm phế quản tái đi tái lại thì người ta sẽ chụp phim, sẽ thấy là thường là tổn thương phổi khu trú ở một bên và có những cái biểu hiện là xẹp thùy phổi hoặc là khí phế thủng ở cái vùng mà dị vật tồn tại. Và bao giờ ở những cái trường hợp này thì người ta cũng có chỉ định soi khí phế quản để loại trừ
dị vật cũng như là để điều trị gắp dị vật. Đây các bạn sẽ thấy những cái hình ảnh của những cái dụng cụ mà gắp dị vật ở trong phế quản. Đây là những cái dụng cụ để gắp dị vật. Những cái dụng cụ này nó sẽ có đầu rồi răng cưa khác nhau để tùy thuộc vào vị trí định khu ở thanh quản, khí quản hay phế quản mà người ta sử dụng những cái dụng cụ khác nhau. Và một số những cái điều mà bạn không nên làm khi bệnh nhân có dị vật. Tất nhiên là cái bài giảng này của bộ môn tai mũi họng nó hơi khác so với bộ môn gây mê hồi sức. Bộ môn gây mê hồi sức thì khi giảng về dị vật thì thường nói các bạn phải làm nghiệm pháp Hemlich để tống dị vật ra ngoài. Tuy nhiên với tai mũi họng thì lại không khuyến cáo chuyện đó, đặc biệt là với những cái dị vật ở khí quản ấy, thì nếu các bạn làm Hemlich thì nó rất dễ nó bật lên và nó kẹt thẳng vào thanh quản và gây bệnh nhân, làm cho bệnh nhân tử vong nhanh chóng. Thì chính vì lý do này mà với chuyên khoa tai mũi họng thì lại khuyên là không nên làm nghiệm pháp Hemlich, và các bạn chỉ làm trong trường hợp mà bệnh nhân đã cái dị vật nó chèn ngay giữa miệng chỗ thực quản và thanh quản, làm cho bệnh nhân lúc đấy là đã khó thở, mất ý thức. Thì lúc đấy khi mà nó đã ở phía ngoài thanh quản ấy, nó chỉ chèn ở phía trên thanh quản thượng thanh môn thôi, thì các bạn có thể sử dụng nghiệm pháp Hemlich để hy vọng là dị vật có thể tống ra ngoài được. Thế còn với những bệnh nhân dị vật đường thở thì các bạn thật là hạn chế cho bệnh nhân gắng sức, ví dụ như làm cho trẻ khóc, ví dụ như khi các bạn di chuyển các bạn làm sóc bệnh nhân, tránh để bật dị vật lên phía trên. Và với dị vật đường thở khi các bạn di chuyển trong bệnh viện ý, thì luôn luôn phải có nhân viên y tế và những cái bộ phận mà những cái trang thiết bị mà có thể mở được khí quản đi kèm. Chúng ta có thể gặp một số những cái biến chứng của dị vật đường thở. Thứ nhất là viêm phế quản, rồi viêm phế quản phổi, khí phế thủng, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, áp xe phổi, xẹp phổi cũng như là xẹp thanh quản nếu dị vật kẹt ở thanh quản lâu ngày. Thì đấy là một số những cái biến chứng của dị vật đường thở cũng như là các triệu chứng và triệu chứng định khu của nó. Các bạn có hỏi gì ở cái bài dị vật đường thở không? Nếu không thì tôi sẽ chuyển luôn sang bài dị vật đường ăn nhé.